Ông Huyền đang làm không? Cái Huyền đang con nó không? Tắt tầm nhìn xa ở cái bài của những thời diễn trần của thầy đấy. Được làm thế thì tốt, làm thế thì tốt. Làm được hết thì tốt. Thời gian thì làm như đông nghề nào sao? Xong hơ cả mắt cá chân với cả. Cái này thì tốt hơn. Ở đây đâu?